thấm thoát đã trôi qua, những kỷ niệm đẹp luôn ùa về trong trái tim những người con xứ đoài làng cổ. Một mảnh đất hùng vĩ, có nét đẹp đến ngỡ ngàng với dãy núi Ba Vì bát ngát, đồng cỏ xanh trải dài theo vùng Tây Bắc, điểm đến du lịch nổi tiếng làm say đắm lòng người, tạo nên một bức tranh huyền thoại. Đẹp thay quê lụa Hà Tây, đường lâm làng cổ xứ đoài nổi danh. Hà Tây quê lụa tơ tằm, có chùa Hương Tích, chùa Thầy linh thiêng. Chùa trăm gian có một không hai, làng chuông làm nón sánh bằng Huế thương. Làng nghề trên khắp quê hương, Hà Tây đẹp quá, thân thương, tuyệt vời. Vâng ạ, một huyền thoại đã để lại trong trái tim mỗi chúng ta. Thưa quý vị, câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi sinh ra ngày 19 tháng 11, 2018 do Chủ tịch Hà Kế Hùng, Cố vấn Nguyễn Tụ, Phó Chủ tịch Nguyễn Nương, Phó Chủ tịch Phương Anh, Phó Chủ tịch Kiều Vui cùng ekip trong ban quản trị đã chèo lái con thuyền âm nhạc rất là thành công, trong đó đã đóng góp phần không nhỏ từ các anh chị thành viên yêu quý. Luôn đồng hành xây dựng, đến nay câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi có hơn 6.000 thành viên. Anh chị em trong ban quản trị rất nhiệt huyết, luôn hướng về sân khấu đón nhận anh chị em ca nghệ sĩ trên mọi miền. Hàng tối khung giờ vàng, ánh đèn lung linh tỏa sáng rất sôi nổi. Đến hôm nay, câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi tròn 5 tuổi. Để ôn lại khoảnh khắc đẹp đó, ban quản trị đã họp bàn và quyết định tổ chức sinh nhật câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi lần thứ 5, trực tiếp gặp mặt, gặp gỡ tất cả các anh chị xa gần có chung niềm đam mê âm nhạc, cũng như cùng nhau chia sẻ, trao dồi những kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng một tình yêu âm nhạc lành mạnh từng ngày. Vâng, và hôm nay thì rất là vui và vinh dự cho câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi đón nhận hai niềm vui lớn, đó là sinh nhật câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi lần thứ 5 và ngày quốc tế đàn ông. Một tràng thật lớn đấy quý vị, hôm nay rất là vinh dự cho các anh chàng nửa giới phái mạnh đó ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thật sự là rất là tuyệt vời, chúng ta đã và đang có mặt tại nhà hàng Sen Vàng để chung vui chúc mừng câu lạc bộ Hà Tây quê hương tôi lần thứ 5 và chào đón ngày quốc tế 19 tháng 11, 2023, quốc tế đàn ông. Và ngày quốc tế đàn ông được sinh ra từ ngày 19 tháng 11 năm 1999 đến ngay kỷ niệm 24 năm ngày quốc tế đàn ông 19 tháng 11, 2023. Và về dự chương trình ngày hôm nay có đông đủ sự góp mặt của tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ cũng như ngoài câu lạc bộ. Điều đặc biệt hơn nữa, có toàn thể các anh chị đến từ các câu lạc bộ trên mọi miền đã không quản ngại đường xá xa xôi trở về với nhà hàng Sen Vàng trong buổi sáng ngày hôm nay, một không gian rất tuyệt vời, lãng mạn để cho anh chị chúng ta cùng chung nhau, trao nhau cho những tình yêu âm nhạc luôn luôn lớn mạnh trong trái tim của chúng ta. Và về dự hôm nay thì Vi Hà xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của toàn thể quý vị khách quý cũng như các lãnh đạo trong câu lạc bộ. Chủ tịch Hà Kế Hùng, Cố vấn Nguyễn Tụ, Phó Chủ tịch Nương Nguyễn, Phó Chủ tịch Phương Anh, Phó Chủ tịch Văn Vương, Phó Chủ tịch Kiều Vui, Quản trị viên Thu Trang, Quản trị viên Cao Huệ, Quản trị viên Nhàn Phùng, Quản trị viên Vinh Kiều, Quản trị viên Thu Hường, Quản trị viên Ngọc Linh, Quản trị viên Quỳnh Anh, Quản trị viên Dương Minh Tuấn, Quản trị viên Phương Bùi, Quản trị viên Tạ Đình Sơn, Quản trị viên Thiên Khang, Quản trị viên Đỗ Xuyến, Quản trị viên Lâm Hà, Quản trị viên Lê Minh Tuấn, Quản trị viên Hà Nam. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng ạ! Vâng ạ, không kém phần hấp dẫn, Hà Vi xin được giới thiệu với tất cả các anh chị sự hiện diện của các chủ tịch đến từ các câu lạc bộ. Chúng ta xin được chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Hà Vi đến từ câu lạc bộ Gắn Kết Yêu Thương, Chủ tịch trang trọng câu lạc bộ Hoa Sữa Thủ Đô, Chủ tịch câu lạc bộ Thu Thủy đến từ câu lạc bộ Những Bài Ca Năm Tháng, Chủ tịch Bùi Công đến từ câu lạc bộ Giọng Ca Vàng Hải Phòng, Chủ tịch Kiều Anh Dũng đến từ câu lạc bộ Sông Tích Tình Yêu Âm Nhạc,
Chủ tịch Thùy Dung đến từ câu lạc bộ Hà Giang. Nhiệt liệt thật lớn đấy quý vị. Vâng ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ chào đón sự hiện diện từ Chủ tịch Hải Vi, câu lạc bộ Yêu Ca Hát Việt Trì Phú Thọ. Chủ tịch Phương Thúy đến từ câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng Sơn La. Chúng ta sẽ chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Ngọc Sơn đến từ câu lạc bộ Karaoke Hát Cho Tao Nghe. Xin được chào đón tiếng hát Chủ tịch câu lạc bộ Tiếng Hát Vang Mãi Ngàn Năm, Chủ tịch Nguyễn Linh ạ. Chúng ta chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Mai Thắng đến từ câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê Bốn Phương. Xin được chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Xuân Quyền đến từ câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê Ca Hát Hà Nội. Xin được chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Mạnh Dũng đến từ câu lạc bộ Âm Nhạc Kết Nối Đam Mê. Chúng ta chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Lê Như Hoa đến từ câu lạc bộ Hòa Ứng Hòa Ca Hát Kết Nối Ba Miền. Chúng ta chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Khánh Sĩ, câu lạc bộ Trai Tài Gái Sắc. Xin được chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Nana đến từ câu lạc bộ Sông Đà Hòa Bình Kết Nối Yêu Nhạc. Và xin được chào đón sự hiện diện của câu lạc bộ Kim Sơn Sơn Tây. Một tràng thật lớn đấy quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, vừa rồi thì Hà Vi đã giới thiệu tới toàn thể quý vị những lãnh đạo xuất sắc đến từ câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi và những chủ tịch đã đến từ các câu lạc bộ bạn từ mọi miền để chung vui và chúc mừng cho ngày sinh nhật câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi lần thứ 5. Và ngay bây giờ thì xin được chào đón sự hiện diện của chủ tịch Hà Kế Hùng trở lên sân khấu. Một tràng tay thật lớn đấy quý vị. Vâng ạ, Chủ tịch Hà Kế Hùng lên sân khấu để có đôi lời phát biểu và cũng để khai mạc chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời Chủ tịch. Chủ tịch Kế Hùng đang run đấy quý vị ạ. Có lẽ rằng những tràng pháo tay của quý vị thật lớn thì để cho tiếp sức cho Chủ tịch Kế Hùng được vững vàng hơn ạ.